Chương trình hành chánh lễ đã bắt đầu. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, căn cứ khoản A, điều 10, chương 2 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa hảo được Đại hội đại biểu tín đồ cấp toàn đạo lần thứ tư nhiệm kỳ 2014-2019 thông qua. Căn cứ thông bạch số 627/2016/TB-BTS-TU ngày 26 tháng 4 2016 của Ban Trị sự Trung ương về việc tổ chức đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 77 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa hảo, 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, 18 tháng 5 năm Bính Thân 2016. Căn cứ công văn số 475/TGCB/TGK ngày 17 tháng 5 2016 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận tổ chức lễ khai đạo Phật giáo Hòa hảo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa hảo, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Sau thời gian chuẩn bị tích cực, chu đáo của các bộ phận trực thuộc ban tổ chức đại lễ, hôm nay vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2016 nhằm ngày 18 tháng 5 năm Bính Thân, tất cả chúng ta tập hợp lại hội trường, dâng các lãng hoa nơi lễ đài với tất cả tấm lòng thành kính trân trọng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa hảo phường Thới An long trọng cử hành ngày hành chánh lễ đại lễ 18 tháng 5 và đề nghị quý vị cho chàng phó tay. Và tiếp theo chương trình là chúng tôi xin giới thiệu quý vị đại biểu đến tham dự trong chương trình đại lễ 18 tháng 5 năm nay. Về tham dự đại lễ 18 tháng 5 năm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Hòa Thấm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn. Đề nghị quý vị đồng quan nghênh. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Đông y quận. Đề nghị quý vị đồng quan nghênh. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng tá Đặng Hữu Đức, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Ô Môn. Về phía đại diện phường, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Cao Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thới An. Đề nghị quý vị đồng quan nghênh. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới An. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới An và trong đoàn cùng tham dự. Và về phía tôn giáo bạn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hòa Thượng Thích Giác Hoa, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Và chúng tôi còn thấy có đại diện của Thánh Tịnh Thiên Trước Giàm Nhon, đề nghị quý vị chúng ta đồng quan nghênh. Và chúng tôi xin giới thiệu Sư Giác Ngạn, Tịnh Thất, khu vực Thế Phong, phường Thế An. Và về phía đình thần, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Ban Tế Tự Đình Thần phường Thế An, Ban Tế Tự Đình Thần Thế Hanh, Ban Tế Tự Đình Thần Thế Luân. Đề nghị quý vị đồng quan nghênh. Và phần giới thiệu thành phần tham dự đã xong. Đến phần nghi thức tôn giáo, và mời tất cả quý vị chúng ta đồng đứng lên để làm lễ nghi thức tôn giáo. Và mời tất cả đồng trang nghiêm và hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật kính. Thôi. Và kính lễ Đức Huỳnh Giáo chủ kính. Thôi, và mời quý vị đại biểu và quý vị quan khách cùng chư quý đồng đạo chúng ta đồng an tọa. Và tiếp theo chương trình là phần đọc diễn văn khai mạc. Và phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lư Văn Bé, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo phường Thế An đến đây đọc diễn văn khai mạc. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo xa gần kính mến, kính thưa chư quý vị, hôm nay trong bầu không khí thiêng liêng kỷ niệm 77 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta một lòng ngưỡng vọng và đời đời tri ân công đức vô lượng của Đức Tôn Sư, dâng theo ý chỉ của Ngài. Trong suốt hơn 2 năm qua, kể từ khi Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần tư, tất cả đồng đạo đã và đang tích cực trì hành theo giáo pháp học Phật tu nhân, đã tùy tài, tùy sức, hiệp lực cùng nhau làm các việc từ thiện xã hội, phổ truyền giáo lý chân truyền của Ngài nhằm nâng cao đạo đức, lối sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa mới ở các cộng đồng địa phương. Hôm nay nhân kỷ niệm đại lễ 18 tháng 5 âm lịch, chúng ta tâm nguyện cùng nhau đoàn kết chấn hưng nền đạo, gắn bó với dân tộc, phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, để góp phần cho gian sang bờ cõi gấm dốc Việt Nam vững lặng, để tổ quốc Việt Nam giàu mạnh. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, cũng đúng vào giờ phút này, tại 17 tỉnh, thành phố có tổ chức giáo hội và tại Trung tâm An Hòa Tự, Tổ Đình Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, Ban Trị sự Trung ương, Ban Đại diện tỉnh, thành phố và các Ban Trị sự cơ sở đã đồng loạt kính mừng đại lễ. Qua cùng niềm hạnh lạc đó, nhờ được sự hỗ trợ giúp đỡ đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc địa phương, hôm nay tại lễ đài phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ long trọng tiến hành đại lễ. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 77 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa chư quý vị, trước khi rời khỏi diễn đàn, chúng tôi thay mặt ban tổ chức đại lễ kính chúc quý vị quan khách và chư quý đồng đạo về tham dự đại lễ được hưởng vạn chữ lành, chữ lành. Chúc đại lễ thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào. Tiếp theo chương trình là phần đọc thư chúc mừng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phần này, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đặng Hòa Thấm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đến để đọc thư chúc mừng. Trân trọng kính mời ông. Đề nghị quý vị chúng ta cho chàng pháo tay. Kính thưa Hòa Thượng Thích Giác Quang, Phó Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, kính thưa Thượng tá Đặng Hữu Đức, đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận Ô Môn, kính thưa
các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thới An. Kính thưa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Thới An. Kính thưa quý vị, đại diện các tôn giáo tham dự đại lễ ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kính mến. Nhân dịp lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm thứ 77, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có thư chúc mừng đến Ban trị sự Trung ương cùng các vị chức việt và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo. Tôi xin phép được đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 2016 như sau. Hà Nội ngày 1 tháng 6 năm 2016. Kính gửi Ban trị sự Trung ương, các vị chức việt và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo. Đại lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm nay diễn ra trong niềm vui chung của cả nước trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban trị sự Trung ương, các vị chức việt và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo. Trong 77 năm qua, kể từ khi được khai sáng đến nay, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã nêu cao chính pháp, giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp, truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Trong niềm vui mừng phấn khởi kỷ niệm ngày khai đạo, tôi mong rằng Ban trị sự Trung ương và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo luôn đoàn kết gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chương trình đạo sự theo hiến chương giáo hội, giữ đúng tôn chỉ giáo lý chân truyền, cần mẫn báo đáp tứ ân, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tăng cường vận động tín đồ tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Một lần nữa, tôi chúc toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đón mừng đại lễ khai đạo tràn đầy niềm vui, an lạc và đoàn kết. Thân ái chào thân ái Nguyễn Thiện Nhân. Tiếp theo chương trình là phần tặng quà và tặng lẫn quà của các đơn vị đại diện đại biểu trong thành phố Cần Thơ. Về phần này, trước nhất chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phần quà của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn. Và phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Đức, hội đồng y quận đến để trao quà cho. Vậy trân trọng kính mời ông Đặng Hòa Thấm đến trao quà cho chương trình đại lễ hôm nay. Và phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lưu Văn Bé đến để nhận phần quà của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn. Đề nghị quý vị cho chàng pháo tay.
Tiếp theo là phần tặng quà của Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn. Và phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Minh Đức và Phó Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự quận Thượng Tá đến đây để tặng quà. Về phần kính mời. Và phần này trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Na đến để nhận quà. Và đề nghị quý vị cho chàng pháo tay. Và tiếp theo là phần quà của phòng công an quận Ô Môn. Và phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trung tá Lý Văn Mức, trưởng công an phường Thới An đến để tặng quà cho chương trình đại lễ hôm nay. Và phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Quỳnh Văn Từ đến để nhận phần quà. Để đề nghị quý vị cho chàng pháo tay. Và phần tặng quà tiếp theo là chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hòa Thượng Thích Giác Hoa, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đến để tặng phần quà. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thiện đến để nhận phần quà. Và đề nghị quý vị chúng ta cho chàng pháo tay. Và phần tặng quà đã xong, đến phần tặng lãng hoa thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Và tiếp theo phần tặng quà, chúng tôi nhận thấy còn có sư Giác Ngạn, Tỉnh Thất, khu vực Thế Phong đến tặng quà. Như phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lưu Văn Bé đến để nhận phần quà của Tỉnh Thất, khu vực Thế Phong. Đề nghị quý vị cho chàng pháo tay. Và tiếp theo chương trình là phần tặng lãng hoa thì chúng tôi nhận thấy phần lãng hoa của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới An có tặng một lãng hoa. Về phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thiện và ông Trần Cao Chiến đến đây tặng lãng hoa. Và đề nghị quý vị cho chàng pháo tay. Và phần tặng quà cũng như phần tặng lãng hoa đã xong. Để tiếp theo chương trình là đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy. Và phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Quỳnh Văn Từ đến để đọc bài Sứ Mạng. Và trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc thi nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan,
mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước vua dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhuần ân Đức Phật, lòng đà quảng đại từ bi, hèm gì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi chiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, vong thân dĩ quốc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chúa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tạo đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguân này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma vương phấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì lòng từ bi bác ái cùng thù đáp, những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu, chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhầm tai. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, ăn hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hềm khích. Nhưng mà ta nghĩ, nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục, xong vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ, chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5, năm Nhâm Ngũ, năm 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình là phần đọc lại báo cáo tóm tắt hoạt động đạo sự năm đạo thứ 76 và định hướng chương trình hoạt động đạo sự năm đạo thứ 77 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Và phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Âu đến để đọc, và trân trọng kính mời ông. Cộng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. An Hòa Tự, ngày 19 tháng 5, 2016. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Báo cáo tóm tắt hoạt động đạo sự năm đạo thứ 76 và định hướng chương trình hoạt động năm đạo thứ 77 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý quan khách, kính thưa chư quý đồng đạo, năm đạo thứ 76 và những tháng đầu năm 2016 theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc, toàn đạo tiếp tục thực hiện 4 chương trình đạo sự trọng tâm do Đại hội cấp toàn đạo lần thứ 4 đề ra. Đó là đặt hộ truyền giáo lý là trọng tâm, lấy từ thiện xã hội là hoạt động xương sống, công tác tổ chức và nhân sự làm nòng cốt, giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chân truyền là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển nền đạo vị nhân sinh, gắn với phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một lá mã. Những kết quả đạt được của năm đạo thứ 76. Một nhỏ, phổ truyền giáo lý bằng nhiều phương pháp như thuyết giảng, mở lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản, tạo dụng các phương tiện truyền thông, ấn tống sấm dạng, thi văn giáo lý, tôn chỉ hành đạo, phát hành băng đĩa VCD, phụng tạo trần gia và các đồ dùng diệt đạo, tạp chí Hương Sen, trang thông tin điện tử, mở lớp đào tạo giáo lý viên khóa 3 2015-2017, phân công giáo lý viên thuyết giảng trong và ngoài cơ sở thờ tự, tổng cộng thuyết giảng trong và ngoài cơ sở thờ tự và các điểm lễ là 2.054 lần, với 2.327 lượt giáo lý viên thuyết giảng. Số người tham dự khoảng 279.850 người. Trong đó thuyết giảng ngoài cơ sở thờ tự tăng 125 lần so với cùng kỳ năm trước. Mở lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản, số người tham dự 1.757 học viên. Tổ chức hội giảng giữ giờ thăm lớp để nâng cao chất lượng, kỹ năng thuyết giảng của giáo lý viên. Hai nhỏ, từ thiện xã hội là hoạt động mang tinh thần nhân đạo, bắt nguồn từ pháp môn tu phước mà Đức Giáo Chủ đã dạy cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Năm qua, ngoài các hoạt động từ thiện xã hội đã có truyền thống, một số mô hình mới được tổ chức thực hiện. Hiệu quả thiết thực được cộng đồng xã hội thừa nhận, được chính quyền các cấp đánh giá cao như bếp cơm khuyến học, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, khó vượt, chịu khó học giỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, nhiễm chất độc hóa học, hướng về công cuộc xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa các chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm như xây cất cầu bê tông hóa đường nông thôn, vân vân. Đặc biệt, bà con tín đồ bước đầu quan tâm đến việc ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách cung cấp nước ngọt miễn phí cho vùng bị xâm nhập mặn. Tổ chức thành công hội thảo rút kinh nghiệm về mô hình hoạt động bếp cơm từ thiện và hội nghị tổng kết hoạt động từ thiện xã hội trong toàn đạo năm 2015. Kết quả công tác từ thiện xã hội quy ra tiền đạt được 373 tỷ đồng, cao hơn năm 2014 là 72 tỷ đồng. Ba nhỏ, tổ chức và nhân sự không ngừng được củng cố, kiện toàn, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động từ ban trị sự cơ sở đến ban đại diện tỉnh, thành phố, phát huy nội lực để xiển dương chánh pháp,
từ sau đại hội đến nay đã mở được 13 lớp hành chính đạo sự để hướng dẫn phương pháp cho chỉ sự viên chức việc trong hệ thống giáo hội, đồng thời nâng cao tư tưởng nhận thức về tôn chỉ giáo lý, hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo hiện nay. Tổ chức thành công tốt đẹp đại lễ 18 tháng 5 và 25 tháng 11 tại trung tâm An Hòa Tự, Tổ đình Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo và ở 391 ban trị sự xã, phường, thị trấn và ở 17 tỉnh thành phố thành lập thêm 4 ban trị sự cơ sở, nâng toàn đảo lên 395 ban trị sự cơ sở. Tổng số nhân sự trong toàn hệ thống giáo hội gồm chức việc trị sự viên, nhân viên, giáo lý viên toàn đảo là 3.232 người, 4 nhỏ. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban kiểm soát trực thuộc ban trị sự Trung ương có cố gắng để giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chân truyền, hạn chế các hình thức đạo sự xa rời tôn chỉ giáo lý, tuyên truyền mê tín dị đoan, chia rẽ đạo đời của một số phần tử lợi dụng tôn giáo làm trái hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và trái pháp luật nhà nước Việt Nam. Năm đạo thứ 76 cấp 377 bằng tuyên dương và tuyên dương công đức cho cá nhân và tập thể, cấp 1.511 giấy tuyên dương. Năm nhỏ, ban đại diện các tỉnh thành phố trực tiếp truyền đạt đường hướng chương trình kế hoạch đạo sự của ban trị sự Trung ương về địa phương kịp thời đầy đủ, đồng thời nắm bắt các phản ảnh về Trung ương những tâm tư nguyện vọng chánh đáng, những ý kiến tâm huyết của tín đồ về các hoạt động đạo sự nói chung, về tiền đồ phát triển đạo pháp, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và ban tôn giáo tỉnh, thành phố và liên quan tuyên truyền sâu rộng trong tín đồ chủ trương chính sách của nhà nước, của địa phương về chính sách tự do tôn giáo của Đảng và nhà nước. Một số ban đại diện tỉnh thành phố đã có cách làm sáng tạo trong hoạt động từ thiện Hai La Mã đạt được những thành tựu trên. Củng cố và nâng chất đội ngũ làm công tác phổ truyền giáo lý gồm giáo lý viên, ban biên tập tạp chí Hương Sen, trang thông tin điện tử, các tiểu ban nghiên cứu giáo lý, huấn luyện, truyền bá, in ấn phát hành, rà soát lại các đề cương bài giảng, bài viết, bổ sung đề tài mới sát hợp, gắn với cuộc sống, hành thiện, truy kinh, góp phần ổn định an ninh xã hội, phát huy vai trò của ban trị sự Trung ương, các thành viên ban đại diện tỉnh, thành phố và trị sự viên ban trị sự cơ sở kiểm soát đối với đạo sự phổ truyền, kịp thời phát huy những bài giảng hay, những nhân tố tích cực, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xa rời đường hướng hành đạo, tôn chỉ giáo lý và hiến chương của giáo hội. Hai nhỏ, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phước lợi cho cộng đồng xã hội. Việc làm phải và cũng là bổn phận của mỗi tín đồ toàn hệ thống và tuyên truyền, nhân rộng những bài học kinh nghiệm trong các hoạt động từ thiện xã hội đã có nền nếp trong các mô hình mới, góp phần xây dựng nông thôn mới như xây nhà, xây cầu, làm đường. Ban từ thiện xã hội Trung ương phân công thành viên chuyên trách trực tiếp quản lý, điều hành, hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động từ thiện xã hội của các ban đại diện tỉnh, thành phố và ban trị sự cơ sở đúng hiến chương giáo hội đã quy định của pháp luật. Rút kinh nghiệm phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh An Giang, tiếp tục mở rộng phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi ở An Giang, các tỉnh, thành có tổ chức giáo hội. Ba nhỏ, củng cố kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực để xiển dương chánh pháp theo đúng đường hướng của vì đạo pháp, vì dân tộc. Phát triển tổ chức ban trị sự cơ sở theo nhu cầu của tín đồ ở những nơi có đủ điều kiện theo quy định của hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước. Củng cố đi đôi với tăng cường giáo dục, tư tưởng, nhận thức, nâng chất có trọng điểm các tổ chức trực thuộc,
tổ chức tốt các ngày lễ trọng của đạo, sớm tranh thủ hoàn thành thủ tục mở trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, mở rộng khuôn viên An Hòa Tự và xây dựng trụ sở ban đại diện tỉnh thành phố, ban trị sự xã phường thị trấn theo hiến chương giáo hội và quy định của pháp luật nhà nước liên quan. Bốn nhỏ: chấn chỉnh và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, tăng cường kiểm soát bảo đảm việc thực hiện các chương trình đạo sự ở các cấp, các ban giúp việc, các bộ phận tổ chức khác theo quy định của hiến chương và nghị quyết đại hội đại biểu tín đồ cấp toàn đạo lần thứ tư thông qua, quan tâm đúng mức việc tuyên dương và tuyên dương công đức, chọn lọc, nêu gương và nhân rộng điển hình những cá nhân, tập thể, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, xử lý hiệu quả các biểu hiện tích tiêu cực, chệch tôn chỉ, giáo lý và đường hướng hành đạo, nhất là các biểu hiện gây mất đoàn kết trong nội bộ tín đồ, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một là nhờ có chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước ngày càng thông thoáng, cụ thể, các cơ quan chức năng nhà nước trung ương cũng như các cơ quan thẩm quyền ở địa phương đã luôn quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ giáo hội trong quá trình hoạt động đạo sự của giáo hội và sinh hoạt tôn giáo của tín đồ. Hai là tôn chỉ giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc, do đại hội lần thứ tư đề ra, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng và tình cảm nguyện vọng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ba là ban trị sự trung ương, ban đại diện tỉnh thành phố, ban trị sự cơ sở điều hành và hoạt động đúng hiến chương và chương trình đạo sự được đại hội thông qua, biết kết hợp với các ngành liên quan trong hoạt động đạo sự. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn có những tồn tại thiếu sót trong công tác điều hành của ban trị sự trung ương, trong phương thức hoạt động của các ban và bộ phận chuyên ngành, trong thực hiện nhiệm vụ của ban trị sự cơ sở. Như ban thường trực dù có cố gắng nhưng việc là nắm bắt tình hình chưa thật sâu sát, kịp thời giải quyết những phát sinh trong nội bộ ban trị sự có nơi còn chậm, hoạt động của một số ban đại diện tỉnh thành phố còn yếu, đạo sự chưa thông suốt, giải pháp khắc phục khó khăn còn chậm, một bộ phận trị sự viên chức việc chưa được trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng cần thiết, còn một số tín đồ hoạt động tôn giáo tùy tiện không theo hướng dẫn của ban trị sự và lời ủy nhiệm của Đức Thầy. Nguyên chủ yếu của tồn tại thiếu sót là do một bộ phận trị sự viên chức việc nhân viên chưa quán triệt thấu suốt nội dung hiến chương giáo hội, các văn bản đạo quy mang tín hướng do ban trị sự trung ương ban hành cũng như những quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, nên trong quản lý điều hành hoạt động còn tùy tiện, tùy hứng, thiếu kế tính kế hoạch. Kính thưa quý quan khách, kính thưa chư quý đồng đạo, năm đạo thứ 77 dù có khó khăn, chúng ta quyết tâm vượt qua, một lòng tuân theo tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy với đường hướng hành đạo vì đạo pháp, vì dân tộc, tiếp tục nghiên cứu học tập quán triệt hiến chương và các văn bản đạo đã quy định, xây dựng toàn hệ thống đoàn kết đủ sức đảm đương thực hiện tốt các chương trình đạo sự ở địa phương theo hướng dẫn của ban trị sự trung ương. Ba la mã: những định hướng hoạt động đạo sự năm đạo thứ 77. Một nhỏ: đặt đạo sự phổ truyền giáo lý là trung tâm có ý nghĩa đặc biệt trong tình hình hiện nay. Việc phải làm là ban đại diện thành phố trực thực hiện đúng chức năng là cánh tay nối dài của ban trị sự trung ương, gắn bó với cơ sở, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở ban trị sự và tín đồ hành đạo đúng chân truyền giáo lý của Đức Thầy và sinh hoạt tôn giáo đúng hiến chương, đúng pháp luật nhà nước để có cuộc sống tốt đời đẹp đạo, quản lý đúng nguyên tắc
minh bạch tài chính và giáo sạn, việc khảo sát và sinh hợp thức hóa các cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo phải đúng theo quy định của pháp luật nhà nước và quy định của địa phương, ý nguyện của tín đồ nơi cơ sở tọa lạc và xây dựng hành chính, văn phòng bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ kịp thời, chính xác, hiệu quả sự chỉ đạo điều hành trong hệ thống giáo hội, trong phối hợp giữa giáo hội với cơ quan chức năng nhà nước, hữu quan các cấp. Ban trị sự Trung ương kêu gọi toàn thể trị sự viên, chức việc, nhân viên, giáo lý viên, toàn thể tín đồ hãy đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, tùy tài tùy sức nỗ lực thực hiện chương trình đạo sự và định hướng các nhiệm vụ đã nêu trên, đưa thành tựu năm đạo thứ 77 cao hơn để phát triển nền đạo, đồng thời cũng góp phần ổn định an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin lễ phép kính chào. Chương trình được tiếp tục đến phần phát biểu ý kiến của chính quyền địa phương. Và phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới An đến để phát biểu ý kiến, và trân trọng kính mời ông. Vậy đề nghị quý vị chúng ta cho tràng pháo tay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan ban ngành quận Ô Môn, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể phường Thới An, kính thưa quý vị chức việc chức sắc các tôn giáo, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kính mến. Thưa quý đại biểu, hàng năm cứ đến trung tuần tháng 5 âm lịch, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hân hoan chuẩn bị tổ chức ngày đại lễ 18 tháng 5 là ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, ngày mà toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với tinh thần tôn kính trang trọng hướng về vị giáo chủ chân truyền từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được Đức Huỳnh giáo chủ lãnh hội. Trong không khí trang nghiêm, ấm áp, thấm tình đoàn kết, tại hội trường chùa An Thới phường Thới An, bà con về đây rất đông đủ để khai mạc ngày đại lễ năm thứ 77 là ngày khai sáng đạo Phật giáo Hảo rất long trọng. Cho phép tôi xin thay mặt đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể phường Thới An kính đến quý đại biểu, quý bà con tín đồ lời chúc mừng, lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý đại biểu và bà con tín đồ, năm nay bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phường Thới An nói riêng đón mừng ngày đại lễ 18 tháng 5 trong niềm vui phấn khởi trước những thành tựu đất nước trên đà phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung. Nói riêng phường Thới An hiện nay là phường văn hóa, đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu bất thường, giá cả thị trường không ổn định làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Trong năm qua, bà con tín đồ với tinh thần đoàn kết cùng với đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể nhân dân phường Thới An đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo bền vững. Trong đó có sự đóng góp của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là rất lớn. Bà con tín đồ cùng ban trị sự phường tham gia tích cực các phong trào xây dựng quê hương, từ thiện xã hội, bắt cầu bồi lộ, cất nhà tình thương, vận động quỹ vì người nghèo. Nhiều tấm gương tốt, người tốt, việc tốt được lan tỏa và nhân rộng. Hoạt động từ thiện xã hội là phương châm của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Song bên cạnh đó, công tác phổ truyền giáo lý, thuyết giảng định kỳ cũng được chính quyền và mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi
để ban trị sự cùng bà con sinh hoạt tôn giáo, tổ chức lễ đạo đúng pháp luật, phù hợp hiến chương Phật giáo Hòa Hảo và thông bạch của ban trị sự trung ương theo đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, là tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, mà mỗi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Đại bộ phận bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tu hành chân chính mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy tại gia tu sĩ, lấy tứ ân làm nền tảng với định hướng vì đạo pháp, vì dân tộc và mục tiêu tốt đời đẹp đạo. Tuy nhiên, bên cạnh còn một số ít bà con tín đồ còn nhận thức kém, định hướng sai lệch, từ đó dẫn đến mất đoàn kết nội bộ và trong bà con tín đồ. Nhân dịp này, chúng tôi mong bà con nhận thức đúng đắn hơn nữa, đoàn kết hơn nữa trong đạo sự, trong đạo hay ngoài đạo, cùng với cộng đồng tham gia nhiều hơn nữa của phong trào hành động cách mạng do địa phương đề xuất, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư theo tinh thần 5 nội dung thông chi 17 của Ủy ban Mặt trận phát động, nhằm từng bước đưa cuộc sống nhân dân trong phường ngày càng phát triển, được no ấm, trong đó có bà con tín đồ với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đất nước đổi mới, thời cơ và vận hội mới, Đảng, nhà nước và nhân dân đang thực hiện tiết kiệm, kiềm chế lạm phát. Bà con chúng ta sẽ tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng, bộ phường thang đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có như thế, chúng tôi và bà con tín đồ đã thực hiện tốt ân đất nước, một trong bốn trọng ân mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy: bờ cõi dưỡng lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Trước khi dứt lời, tôi xin kính chúc đại biểu nhiều sức khỏe, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hưởng một mùa đại lễ như ý nguyện, thân tâm thường an lạc, đạo hạnh tinh tấn. Xin trân trọng kính chào. Thay mặt cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phường Thới An, xin trân trọng cảm ơn sự phát biểu của chính quyền địa phương phường Thới An. Và tiếp theo chương trình là phần đọc bức tâm thư của ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi xin đọc bức tâm thư của ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hảo gửi toàn thể đồng đạo nhân kỷ niệm 77 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hảo, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, ngày 18 tháng 5 năm Bính Thân 2016. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo kính mến, hôm nay toàn thể đồng đạo chúng ta kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 77 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đã hơn 2 năm tính từ ngày chúng ta tổ chức thành công đại hội đại biểu cấp toàn đạo lần thứ tư, cho đến nay mỗi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều đã thấm nhuần ý tưởng hành đạo, đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, đã tùy tài tùy sức cùng ban trị sự Trung ương phấn đấu đạt thành tựu trên mặt thế sự và đạo sự, góp phần cho đời sống vật chất tinh thần của đồng đạo nói riêng và của đồng bào nói chung ngày càng nâng cao, an sinh xã hội ổn định, nhiều tấm gương sáng là tốt đời đẹp đạo. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được biểu dương, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ngày càng
gắn bó với cộng đồng các tầng lớp nhân dân và đồng hành cùng tôn giáo bạn trong khối đại đoàn kết dân tộc. Với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của nền đạo vị nhân sinh, hôm nay trong bầu không khí thiêng liêng của ngày đại lễ, Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo long trọng tuyên hứa với tất cả quý đồng đạo, dầu khó khăn gian khổ, Ban trị sự Trung ương sẽ cùng chư quý vị đồng đạo chung sức, chung lòng, toàn tâm, toàn ý, nghiêm cẩn tuân theo tôn chỉ giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chấp hành đúng hiến chương giáo hội Phật giáo Hảo, thực hiện trọn vẹn nội dung chương trình đạo sự mà Đại hội đại biểu cấp toàn đạo lần thứ tư quyết định thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2014. Một, lấy công tác phổ truyền giáo lý làm trung tâm, góp phần tích cực bảo tồn phát huy giá trị đức tính và tinh hoa văn hóa dân tộc. Hai, đẩy mạnh các hoạt động đạo sự từ thiện đem lại cái phước lợi cho đồng đạo đồng bào, đặc biệt chú ý đến các chương trình xây dựng nông thôn mới. Ba, tiếp tục củng cố phát huy và kiện toàn tổ chức, khơi dậy tiềm năng phát huy nội lực để chuyển dương chánh pháp, học Phật tu nhân, kiên trì đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. Bốn, chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa và đẩy lùi các biến tướng xa vời tôn chỉ giáo lý, mời gọi người tâm huyết song song với việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đạo và phục vụ đất nước, đáp ứng sự phát triển của giáo hội Phật giáo Hảo trong giai đoạn mới. Ban trị sự Trung ương kêu gọi toàn thể chư quý vị đồng đạo muôn người như một, cùng đồng bào cả nước nhắm tới mục tiêu cao đẹp là xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đủ sức hội nhập khu vực và quốc tế. Bổn phận của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong lúc này là thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, xây dựng tinh thần đoàn kết keo sơn trong bốn đạo, sự góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Tất cả chúng ta hãy gắng sức trước những âm mưu chia rẽ đạo đời, tách rời đạo pháp dân tộc, tuyên truyền mê tín dị đoan. Hãy hiệp sức nhau tinh tấn tu hành để thực hiện cho được hoài bão lớn của Đức Thầy. Ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con thiên hé miệng cười. Tôi xin nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho toàn thể đồng đạo chúng ta bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả viên dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình được kết thúc đến phần đáp từ của ban tổ chức. Về phần này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Na, Phó Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Thới An đến để đọc, để đến để đáp từ. Vậy trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện cho Đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể các cấp. Kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo bạn. Kính thưa quý vị khách mời, các nhà mạnh thường quân cùng toàn thể chư quý đồng đạo kính mến. Kính thưa quý vị, cứ mỗi năm mùa hè lại đến, nắng vàng rực rỡ, hoa phượng chói chang, là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hân hoan đón mừng ngày khai đạo. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo.
trên biết bao khuôn mặt của các tín đồ Phật giáo hòa hảo đang rạng ngời niềm hân hoan, tin tưởng kỳ vọng vào tiền đồ đạo pháp trong hiện tại và ước vọng sáng lạng ở tương lai. Điều đó đủ làm cho tín đồ Phật giáo hòa hảo như được tiếp thêm sức mạnh, tinh tấn tu hành theo lời dạy của Đức Tôn Sư, cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, đã góp phần làm cho nước mạnh dân giàu, đã phát huy được trí tuệ bình đẳng và lòng từ bi để xây dựng một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Để tri ân công đức hoằng hóa vô biên của Đức Huỳnh Giáo Chủ vô vàn kính yêu, hôm nay vào mùa lễ đạo, toàn thể tín đồ Phật giáo hòa hảo hân hoan cử hành long trọng đại lễ 18 tháng 5, kỷ niệm lần thứ 77 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo. Đại lễ 18 tháng 5 năm nay đã thể hiện sự trang hòa giữa tình đời nghĩa đạo, được sự chung sức chung lòng của toàn thể chư quý đồng đạo và đường lối chính sách của đảng nhà nước đối với tôn giáo nói chung, Phật giáo hòa hảo nói riêng. Chính nhờ sự quan tâm giúp đỡ từ mọi phía mọi ngành của các cấp chính quyền nên đại lễ 18 tháng 5 diễn ra tại phường Thới An như một lễ hội văn hóa truyền thống, phản ảnh bản sắc đặc thù của dân tộc đang sống trong đất nước yên bình, độc lập, dân chủ, tự do. Đặc biệt, đại lễ còn nghe ông Đặng Hòa Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ô Môn, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhân dịp đại lễ khai đạo Phật giáo hòa hảo năm 2016 và ý kiến phát biểu của anh Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới An. Những thư chúc mừng, những đóng góp hết sức chân tình đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chí nghĩa, chí tình và đầy trách nhiệm, làm tăng thêm ý nghĩa của đại lễ. Chúng tôi xem nó là nguồn động viên to lớn giúp ban trị sự cùng các tín đồ phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong những năm tiếp theo. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn đến các cấp chính quyền, quý quan khách, các nhà mạnh thường quân và chư quý đồng đạo đã đến tham dự đại lễ, mang những phần quà lẵng hoa tài vật để chúc mừng lại do lo cho đại lễ. Chúng tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương đã giúp đỡ an ninh trật tự trước và trong thời gian diễn ra đại lễ, và cảm ơn các cơ quan truyền thông đã đến đưa tin về đại lễ. Chúng tôi cũng xin nhiệt liệt biểu dương đến chú bác anh chị em cùng toàn thể chư quý đồng đạo, vì xứ sở quê hương với tấm lòng lo cho đạo nên không ngại gian khó, đã đoàn kết gắn bó cùng nhau suốt nhiều ngày qua, đã hoàn thành tốt các công việc trật tự tiếp tân, khánh tiết âm thanh ánh sáng, hậu cần trụ phòng, vệ sinh môi trường tiếp đãi, mới có đại lễ được thành công trọn vẹn và tốt đẹp như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong suốt quá trình diễn ra đại lễ, mặc dù ban tổ chức có rất nhiều cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những điều sai sót trong khâu tiếp đón và tiếp đãi quý vị. Ngưỡng mong quý vị hãy niệm tình hoan hỷ. Kính thưa quý vị, đến nay chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố kết thúc chương trình đại lễ 18 tháng 5 lần thứ 77 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo tại phường Thới An. Kính chúc quý quan khách được nhiều sức khỏe, luôn luôn được hạnh phúc và thành đạt trong mọi công việc. Kính chúc chư quý đồng đạo hưởng một mùa đại lễ được tràn đầy niềm vui, tinh tấn tu hành theo lời dạy của Đức Tôn Sư, hành xử trọn vẹn đạo nhân và tiến bước trên con đường Phật đạo. Xin thành thật cảm ơn, xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình là phần nghi thức để bế mạc đại lễ 18 tháng 5. Về phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và chư quý đồng đạo chúng ta đồng đứng lên để làm nghi thức. Và mời tất cả chư quý vị hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật kính.
thôi và hướng về lễ đài kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ kính thôi. Và phần kính lễ cũng như phần bế mạc đã xong, về trân trọng kính mời quý vị quan khách chúng ta đồng tự do và mời quý vị quan khách và chư quý đồng đạo chúng ta nán lại trong giây phút để dùng với ban tổ chức một bữa cơm thân mật.